không có đi đâu hết trơn á. Mẹ tôi là người tuyệt vời nhất. Tôi yêu mẹ tôi rất nhiều. Mẹ. Tôi ghét mẹ tôi. Mẹ tôi là một người thô lỗ. Bán em con cá này đi. Anh nó không quán, đứng đây hoài vậy. Bán. Lúc nào mẹ cũng độc đoán. Mẹ tôi không giống như những người mẹ khác. Lúc nào cũng lôi thôi và bốc mùi. Đôi lúc tôi cảm thấy xấu hổ. Mẹ chẳng quan tâm tôi muốn gì. Lúc nào mẹ cũng nhiều chuyện. Nhưng tôi ghét mẹ. Bởi vì ba em con cá này đi. Anh nó không quán, đứng đây hoài vậy. Heo mày đặt chơi cá nữa. Bác. Mẹ thô lỗ. Tại vì muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho tôi. Mẹ luôn cho tôi sự yêu thương. Nhưng đôi lúc nó không được đúng cho lắm. Mẹ lôi thôi và bốc mùi. Tại vì muốn che chở cho tôi. Mẹ có thể chia ly với mọi thứ. Với tôi bất cứ thứ gì. Đi chơi gì giờ này mới chịu về nhà? Có biết mấy giờ đâu hả? Con gái con nước. Rồi có chuyện gì xảy ra thì sao? Hả? Mai là 8 tháng 3. Trường con tổ chức meeting. Mỗi bạn mời người thân tới dự. Mẹ đi với con nha. Tao đi với mày rồi mai ai bắn cá. Nghỉ bán một ngày không được hả mẹ? Mày tưởng ngồi không mà có cá cho mày ăn đó hả? Mày ăn cơm không cũng được mà. Không có đi đâu hết trơn á. Sao mày không hiểu không? Con chỉ muốn mẹ có một người 8 tháng 3 như những người mẹ khác. Con chỉ muốn chia sẻ những khó khăn mà mẹ chịu đựng vì con. Con biết là mẹ nghĩ 8 tháng 3 cũng dành cho mình. Mẹ nghĩ 8 tháng 3 là dành cho những người phụ nữ khác may mắn hơn ngoài kia. Nhưng đối với con, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất. Kể cả khi mẹ mặc chiếc áo này,